Yến mới quay bố xúc tiết. Hôm nay là ngày chủ nhật. Thì có chủ nhật. Mùng mấy nhá? Hôm nay như mùng 7. Mùng 7 tháng 2. Ôi là 8. Em đến chuyện gì vậy? Ôi là 9. Ngày 26 Tết âm. Ôi là 162. Xúc tuyết. Đấy, cho nó sạch đường. Để ô tô đi chứ. Đúng rồi, để mọi người đi. Bố chịu khó không? Bố tập thể dục luôn nhỉ. Đấy, bố phải tiết kìa. Bố gạt tuyết cho xe của mẹ đúng không? Xe của mẹ nhiều tuyết quá đúng không? Sao thế? Xe của mẹ phải tránh cái đó chứ. Mẹ ơi, xe của mẹ phải tránh cái đó. Mẹ. Cẩn thận hơi ngã con. Mẹ, sao bố bây giờ đi lên à? Mẹ không biết bố đi đâu. Kevin. Bố lấy cái một chút tuyết khác. Đi xuống khỏi ngã, Kevin. Bố lấy chút khác. Sao ơi, quay mặt vào đây. Cú cú. Gấu đang làm gì đấy? Đang xem con cá. Bố đang lại gạt tuyết nữa đây này. Bố lấy cái gạt tuyết ở trong xe của bố để bố gạt tuyết cho mẹ. Sao mẹ phải tuyết tại nó vãi mà. Tuyết kính phải bao để nhìn mà. Mẹ thật hú. Let's finish out together.